thấy mẹ con có gì đó bất thường không? Có, ở trong cái chuồng chạy ngoài đường rồi. Trời, có luôn hả cô? Có. Chồng bỏ đi lấy vợ nhỏ rồi dạ. Nó cũng suy nghĩ, ban đầu nó trầm cảm dạ. Sau nó bị áp lực quá. Cô vô trong đi. Có mặc đồ chưa vậy? Có mặc đồ. Đẹp gái với ta, có mặc đồ chưa? Áo dài. Chị có muốn đi trị bệnh sớm không? À dạ có. Thích không? Dạ thích ạ. Dạ, nhưng mà giờ có tiền chưa? Dạ chưa. Rồi mẹ có tiền không? Dạ không. Mẹ có nhiều tiền lắm á. Mẹ cho em xin đi. Có tiền đâu xin. Mấy số có tiền nào xin. Dạ. Nhà em rất là nghèo và em đang bị bệnh. Và em xin các nhà mạnh thường quân qua nhà hảo tâm giúp đỡ cho em một số tiền để đi khám bệnh ạ. Tối cởi đồ ra đi đường chi vậy? À dạ, tại vì em không biết ạ. Nóng nảy trong người nè à. Rồi mình không kiềm chế được cái hành động của mình và cái cảm xúc của mình đó. Dạ. Tại vì nó tung hứng lên làm la lên vậy á. Dạ. Thì muốn cho con mình đi mà tiền ở đâu đây mà đi đấy. Không được rồi, con cố gắng lên. Dạ, dạ. Bỏ trong giỏ đi đi, mày đừng cầm chỉ cho mỗi tay. Nhiều quá mỗi tay hả? À, dạ. Trời ơi, chị cầm có mỗi tay không? Dạ, không ạ. À. Dạ không mỗi tay nha. Em thích muốn chết mà lên mà lên. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ thương ai trên miền. Dạ em nghĩ xin chào cô chú anh chị. Hôm nay em xuống thăm hoàn cảnh của ba bà cháu. Cha thì bỏ đi, bỏ lại hai bé sống cùng bà ngoại. Mỗi ngày là hai bé phải lội theo bà bán từng tờ giấy số. Nhưng mà cuộc sống không may, chồng bỏ đi thì mẹ của hai bé trở nên bị bệnh trầm cảm, nhìn rất là thương luôn. Bây giờ là chị không biết gì hết. Tối ngày thì chị chỉ gia mình trong một cái căn phòng trọ. Hôm nay em xuống đây thì em cũng được biết bà con có chia sẻ, nên là em cũng xuống chia sẻ với ông bà của chúng chị. Con chào cô nha. Dạ. Cô tên gì? Cô tên Bùi Thị Quế. Con trai. Con tên gì? Con lại đây. Kệ em đi con. Con tên gì? Dạ, con Tấn Khang. Tấn Khang này con mấy tuổi rồi? Dạ, 11. 11 tuổi. Là con còn được đi học không? Dạ không. Ừ. Rồi em con mấy tuổi? Dạ, 3 tuổi mấy. 3 tuổi mấy hả? Ngày nào con cũng lội bộ đi bán số với bà ngoại hả con? Dạ. Con đi bán số có mệt không? Dạ, có chứ. Có hả? Thôi con đứng sát với bà ngoại đi. Ừ. Nhìn ba bà cháu bán số nhìn rất là thương luôn á. Con tên gì? Nhí ha, Nhí mấy tuổi? Dạ nó chưa chú đi, nói chú đi con. Cô hôm nay nhiêu tuổi rồi cô? Cô năm nay 73 rồi ha. Con là trước đó có được đi học không? Dạ có. Ừ, con học tới lớp mấy con nghỉ? Dạ lớp 5. Lớp 5 hả? Là lúc đó con học ở quê hay là con học ở đây? Con học ở quê. Ừ. Sao bà khóc vậy? Bà thấy nhà lậm cận á con. Yeah. Cháu chắc bán số. Yeah. Tội hai đứa nhỏ ngày nào cũng lội bộ bán hai số hết. Yeah. Hai bà cháu đi hai ba người. Thằng kia đi chơi chút rồi nó dạo dạo nắng rồi cho nó về đi gửi người chuyện. À vậy là cô với bé trai đi bán chín ha. Ừ, chú hai bà cháu bán chín. Yeah. Rồi bé nghỉ học lâu chưa cô? Nghỉ học hai năm ngoái này năm nay đó. Yeah. Mẹ bị bệnh nên nghỉ học đến giờ nữa. Vậy là mẹ giờ là không biết gì luôn hả? Biết ăn biết nói mà đều không biết để là bình thường khôn như mình. À. Đang nằm trong nhà. Mà con thấy mẹ con có gì bất thường không? Có. Chẳng hạn cái gì bất thường con? Dạ, kiểu như là ở trong cái chuồng chạy ngoài đường rồi. Trời, có luôn hả cô? Có. Là thường ở trong cái chuồng chạy được luôn hả? Ừ. Tới giờ còn không? Bây giờ thì không, bây giờ đang mặc đồ nằm trong nhà. Dạ. Là không có ra ngoài hả? Có ra ngoài. Dạ. Lũ lên cơn có đi. Lên cơn mới đi, còn không lên cơn không đi. À. Ở nhà nằm. Vậy là trước đó là bị sao cô? Nói chung là chồng bỏ đi lấy vợ nhỏ. Rồi yeah. Nó cũng suy nghĩ, ban đầu nó trầm cảm. Yeah. Sau nó bị áp lực quá. Rồi một nách hai đứa con sợ luôn, không có nổi, mẹ thì già. Yeah. Rồi suy nghĩ quá, đâm thuộc về đi bệnh viện Bình Thạnh đây là kêu cái gì thần kinh. Yeah. Chồng bỏ tới giờ bao nhiêu lâu rồi cô? 2 năm rồi. 2 năm rồi hả? 2 năm rồi, thằng đứng bỏ học 2 năm luôn. Dạ. Thôi bây giờ mấy bà cháu vô nhà đi để cho con xem chị sao ha. Rồi, đi con trai. Cảm ơn con ha. Dạ. Nhìn mấy bà cháu bán số thương. Đi từ từ thôi cô. Con thấy cô 73 tuổi mà đi cũng nhanh ha. Trời ơi, có ông nhỏ kìa. Con trai, con đi bán số có mệt không? Dạ có chứ. Có hả?
Nhưng mà động lực nào mà gán đi bán số vậy? Dạ thấy mẹ con như vậy. À, tới giờ là mẹ con có thường xuyên ra đường không? Dạ, có lúc có, lúc không. Ừ. Mà cô, bây giờ là vô đó đảm bảo không? Đó, được, vô được. Dạ. Tại vì con nghe người, người ta nói là con cô nhiều khi là lên cơn rồi cũng rồi. Quánh người này nọ. Không, dạ. Nó không đánh ai đâu. Dạ. Phòng nào cô? Phòng nào? Nó khùng quá, chị ra hết. Ra hết trong nhà thôi chứ. Có đèn ở ngoài không cô? Thấy tối vậy? Ở đây. À, phòng nào cô? Đây, ghé xe trên lại chú vô. À. Bây giờ cô vô trong đi. Có mặc đồ chưa vậy? Có mặc đồ chứ. Rồi con lên nhà đây con. Chào chị nha. Xuống thăm chị nè. Sao trùm mình xuống vậy? Ờ, đẹp gái gì vậy? Chị ra ngồi nói chuyện em chơi xíu đi. Tắt quà con cô. Đi rồi nói chuyện với anh đi con. Ờ, đẹp gái gì ta? Có mặc đồ chưa? Áo dài cái. Chồng đi lấy giờ khác giờ ở nhà đấy cũng mất rồi. Dạ. Nó thay cái con cái chị ở nhà ngủ suốt vậy đó hả? À, dạ. Sao em đi làm đi? Dạ, từ từ em làm. Từ từ ha. Kéo này là hoàng ngay cho. Rồi chị có được mấy đứa con? Dạ hai. Hai đứa ha. Dạ. Nhìn cũng đẹp gái quá mà. Cảm ơn anh khen em. Trời. Hình như khen đẹp gái khoái ha. Dạ. Đẹp gái khoái. Rồi con chị đâu? Dạ đây. Đứa nào nữa? Dạ bé nhỏ nãy á. À. Rồi bé này mấy tuổi biết không? Dạ, 12 tuổi. 12 tuổi tên gì? Dạ, tên Lâm. Đúng không con? Dạ, 12 tuổi. Sao không? 11 tuổi à. 11 tuổi à. Thì con tính tuổi đẻ nữa chi? Mẹ mang bầu quá, đẻ nữa chi? 11 tính này 1 đi. Đồ bí chi? Trời ơi, nhìn con gái cô cũng dễ thương quá mà. Không, bây giờ nó vậy chứ, nó không vậy trước đây đẹp lắm. Dạ. Trắng trẻo của làm công nhân cho Bình Dương á. Dạ. Hai chồng làm Bình Dương mới đẻ hai thằng này nè. Dạ, chị kêu con Út vô được không? Kêu con vô. Con ngồi mẹ, con mẹ bình nàng. Đi đây. Mình lấy nấu à. Ngồi mẹ, ngồi xuống cho chú mới chịu. Trời ơi, tội nghiệp ghê không? Tối ngày là ở trong nhà đắp mệt lại thôi hả? Dạ. Mà cô bây giờ hỏi tới chồng có buồn không? Không, cũng buồn chứ. À. Cái gì vậy? Cười hoài vậy? Không! Không được quá! Chị 30 tuổi hả? Dạ. Quê chị ở đâu? Dạ, Bình Thuận. Bình Thuận ha? Dạ. Rồi chồng đâu rồi? Dạ, chồng ly thân rồi. Dạ. Bây giờ ở một mình nuôi hai người con ha? Dạ. Trước đó chị làm cái gì? Dạ, em làm quán hát với nhau. Ủa? Đứa con đâu rồi? Hả? Dạ, quán hát với nhau. Làm quán hát với nhau ha? Dạ. Là làm quán cà phê, làm MC? Dạ không, em làm đào. Làm đào hả? Đào là làm cái gì? Đào ngồi rót bia á. À, mày phải không vậy? Mày phải mà. Trời ơi. Dạ. Anh ơi. Hả? Tại sao cô? Đúng không? Nó khùng khùng nói vậy á. À, nói bậy vậy hả? À, nó khùng. Anh nghe rồi. Ờ, đúng rồi con. Nó làm công nhân bóng đèn ở Bình Dương. Dạ. Làm công nhân bóng đèn ha. Làm cái Bình Dương làm mấy năm, làm 15 năm dưới đấy cả. Dạ. Con có cái đàng hoàng từ khi chồng nó như vậy. Ừ. Nhiều cứ nói bà xàm bà lá. Con nhớ con. Dạ. Ủa con à. Mà thấy chị đẹp gái mà. Con nghĩ cắt cái đầu là con biết đó. Dạ. Cắt tóc vậy mà còn đẹp vậy đó. Nếu mà tóc dài chắc đẹp lắm á. Đúng rồi, hồi tóc dài lắm, tóc cái lưng nè. Dạ. Sự việc xảy ra sao cô kể lại cho con biết chứ. Thế là cô kể con nghe này nha. Dạ. Thì vợ chồng nó vẫn đi làm ăn Bình Dương đàng hoàng, làm công ty. Là bắt đầu khi mà hai vợ chồng ở dưới đó mà dịch Covid á, thì họ giải tỏa cái là thằng chồng nó đưa về miền Tây, đưa Bạc Liêu ở. Yeah. Đưa Bạc Liêu ở rồi thằng chồng thì đi làm, con này cũng đi làm. Mà đi làm thì mình bắt hai đứa con gửi cho ngoại ở ngoài Bình Thuận ấy. Yeah. Ở ngoài Bình Thuận thì ngoại già rồi, đi làm đâu có được cái gì. Bán số không bán thôi, ở nhà có rau có cháo. Thì con này còn tỉnh táo làm, nó có tiền gửi về nuôi. Yeah. Và từ khi mà chồng lấy con vợ nhỏ cái là nó bị trầm cảm. Yeah. Hai đứa lấy nhau cứ ở đàng hoàng. Yeah. Có pháp luật đăng ký đàng hoàng. Yeah. Bây giờ chưa có ra tòa đâu. Nhưng mà cái người chồng là có bồ nhí trước. Đúng rồi. Rồi, rồi con gái cô phát hiện là vậy. À, nên là con gái cô gặp cú sốc. Nhưng mà chồng biết vậy không? Biết mà không có nói. Yeah. Ghen thương đánh lộn đánh lào với Bình Dương luôn. Yeah. Nó sinh nên vậy đó. Yeah.
Chị là từ hồi xưa giờ là chị làm công ty. Đúng rồi. Chứ không phải là làm gót bia ha. Không. Từ rồi. Ngày mà chị bị thất tình đó, là đúng chị rồi. Nói bậy bạ vậy đó. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Ai cũng nói thất tình đó, 10 người đều nói như vậy. Dạ. Yeah. Con trai ơi. Rồi con thấy mẹ con vậy rồi, có khi nào con buồn không? Không. Con buồn sao con nói ông bà nghe đi. Nữa cũng vậy thôi chứ con đâu biết nói sao. Ừ. Nhiều khi là con đi bán số mệt rồi con gán bán để con phụ với bà ngoại nuôi mẹ đúng không? Đúng. Rồi có bao giờ con thấy bạn bè đi học mà con buồn không? Con tủi không? Con suy nghĩ sao mà con không tủi nè? Nói chú nghe con, mình nói chú thật. Thì nhà mình như vậy mình phải chấp nhận thôi chứ sao? À, là nhà mình vậy mà phải chấp nhận để mình làm mình nuôi mẹ mình ha. Con muốn khóc hay gì vậy? À, tội nghiệp ghê. Bé muốn khóc mà, ông bà cô chú anh chị. Con nói bình thường, chú nghe con. Con cứ nói bình thường đi. Mà con nghỉ học lâu chưa? Dạ, năm mấy. Ừ. Rồi con có ước mơ đi học lại không? Không có. Ừ, con ước mơ đi học lại con làm cái gì? Con cũng không biết. À. Từ ngày mẹ bệnh giờ con có hay tâm sự với mẹ không? Ừ. Mà thường con nói chuyện với mẹ cái gì? Mẹ nhìn con kìa. Kìa mẹ nhìn kìa. Trời ơi. Con gái cô bây giờ vẫn còn thường cởi đồ chạy ra đường hả? Ừ, cứ thường thường không, có lúc lên cơn thôi coi. Dạ. Lúc lên cơn thì cổ chuồng ra ngoài đường. Cái chuồng luôn hả? Ở chuồng luôn. Có cái áo không? Có áo, mặc áo 2 dây á. À. Mặc áo, ngực của đàng hoàng. Nhưng mà không mặc đồ? Không, không mặc đồ. Rồi cứ quần có mặc không? Mặc đồ lót đàng hoàng. À, mặc đồ lót hết. Đúng rồi. Mà không mặc đồ dài bình thường với mình. À, chạy vào đường gì đó. À. Cái lúc không mặc đồ lót luôn. Trời ơi. Mình nói chung là lên cơn hồi nào nó như vậy. Còn mà không lên cơn là nó vẫn mặc đồ bình thường. Dạ. À. Chỉ là ở nhà cười suốt gì hết cô? Nói vậy đó, không biết làm gì đâu được. Dạ. Yeah. Ăn không muốn ăn. Tới giờ là mấy năm rồi? 2 năm nay rồi đó. 2 năm nay. 2 năm nay rồi đó. Vợ chồng có qua thăm lần nào không? Không. Không hỏi thăm hai đứa nhỏ luôn. Dạ. Yeah. Con chỉ hỏi hai thằng, hỏi thằng này biết rồi. Dạ. Yeah. Cha con có qua thăm con lần nào chưa? Chưa. Nó cũng kêu cha. À, nhưng mà bây giờ con có giận cha không? Không. Sao vậy? Đây, ba cũng để con ra. À, nhưng mà cha không nuôi con mà. Con cũng không giận hả? Vậy là con cũng nghĩ là cha mình tạo mình ra mà cha mình không có thương mình thì thôi đúng không? Chứ cũng không có giận hờn cha hả? Nếu mà sau này lớn lên con làm có tiền, con có lo cho cha không? Hay là con lo cho mẹ? Lo cho mẹ. À, là không lo cho cha ha. Tại vì cha không có thương mình ha. Mà một tuần là chị này là cởi đồ chạy ngoài đường là khoảng bao nhiêu lần cô? Thì một tuần thì cũng 2 lần là hết. Dạ. Yeah. Một tuần 2 lần luôn hả? Ừ, 2 lần. Toàn 2 lần. Rồi. Cứ lên cơn đó là chạy ra đường. Dạ. Rồi cổ xong rồi về thôi chứ cũng về rồi bắt đầu rồi la hét trong nhà chứ không đánh lộn lọ ai đâu. Dạ. Con nghĩ người có chút bẹo đánh ai được, họ đá không biết tới đâu. Dạ. Có nữa la hét trong nhà, la hét. Mà đẹp gái quá trời sao không mặc đồ chạy đường chị? Dạ. Nếu mà ngày xưa mà tóc dài con nghĩ là đẹp lắm luôn á. Thì đúng rồi, nó đẹp. Dạ. Mà đứa nào cũng đẹp hết á. Dạ. Má là Úc á. Cô có ba đứa chị tên gì em quên rồi. Dạ tên Bình ạ. Chị tên Bình ha. Chị Bình nhiêu tuổi? Dạ 31 ạ. 31 tuổi là có 2 người con. Dạ. À. Nó được con chó. Dạ. Mà sao không kiếm việc gì làm đi, ở nhà suốt à? Ờ, 29 giờ. À, mình kiếm làm việc gì chị? Dạ em làm quán hát với nhậu. Hát nhậu nữa hả? Dạ. Biết hát không? Dạ biết ạ. À, hay vậy. Rồi chị hát em nghe thử một câu đi. Thấy mất cỡ hay là biết. Có sao đâu. Ờ em là biết lắm. À. Mà hát hay không? Dạ em hát. Bé em bé bồng bóng hai ba cũng không. Thấy rồi. Nhìn là biết hát không? Dạ biết. Đào thử công rồi. Em bé bồng bông hai má hậu hậu đi sớm thôi.
Trời ơi, tôi nghiệp vậy. Con thấy không vậy đó. Vậy mà đòi đi hát quán bar hả? Dạ không, em nói tụi mày đi hát quán bar đâu. Vậy mà đòi đi hát karaoke hả? Dạ. Mà có ai khen hát hay chưa? Dạ rồi. Hát bài nào? Bài đó luôn hả? Dạ không, bài khác ạ. À, chẳng hạn bài nào em nghe thử coi được không? Ôi, em là bé, không có nhạc, em biếm quá. Cứ hát cha thử một câu thôi. Mưa rừng ơi, mưa rừng. Hạt mưa nhớ ai chuyện. Hát tặng em bài đi. Dạ. À, bài đừng bài hát nhạc dễ tặng. Hay hát nhạc trẻ vậy. Dạ. Ờ, cái gì? Hát bài nhạc bài gì con ta? Nhạc bài không có nhớ. Mai này chàng trai trắng nhật ký ăn sau đây những thói quen em mỗi ngày. Hãy hơn ghen dân dối trên lỗi đi trên đường về. Khi em rất say anh ngồi đây. Em đợi nhiều đó thôi nha. Em hay không vậy? Nhớ dạ. Chị hát bài mưa rừng cho em nghe đi. Mưa rừng ơi mưa rừng. Hạt mưa nhớ thương ai trên miền vai trăng mưa buồn vì tình người. Em quên rồi. Mưa sầu vì lòng người. Dạ dạ. Hay quá vậy. Em cảm ơn các em nha. Trời ơi. Mà con thấy là con gái cô cũng đẹp người nè. Mà tính tình vui vẻ nữa. Mà không hiểu sao mà con ghẻ cô lại vậy ha. Tôi nói khi mà nghèo khổ thì không thấy bạn đổi vợ đổi chồng rồi, mà khi mà làm có tiền, hai chồng làm có tiền là nó xin nợ đủ trách nhiệm con hơn. Dạ. Vậy là lúc trước là làm cũng có tiền ha. Đúng rồi, hai chồng làm công nhân có tiền lắm. Dạ. Khi giờ là đi vào con đường đó ghen trương đánh lộn là gì với làm dâu ở Bạc Liêu con cũng biết khổ lắm. Dạ. Chồng đi bà nọ bà kia. Vậy là suốt mấy năm nay là cô vào đây để cô nuôi con gái Út ha. Đúng rồi, nuôi gái Út bán giấy số. Tại vì cái tủ này là đáng lẽ là cũng nghỉ ngơi rồi. Đúng rồi. Nếu mà con gái cô không có bị trầm cảm gì á thì con gái cô cũng làm gỡ ít tiền. Có tiền mình gói ghém mình sống ha. Đúng rồi, cũng phụ với mẹ được. Dạ. Không phải khổ. Mà nay 73 tuổi rồi đi bán số có bao giờ bị ai đó dụ chưa? Lấy số á. Ờ, lâu lâu cũng có chứ mà đều không nhiều đâu con. Nói dù số giả thì những cái dự con thôi cô ở bà được cho con 2 tờ 200. Dạ. Thì 2 tờ 200 trong cái 2 tờ 200 giả đó. Dạ. Có chứ có bị luôn ha. Có bị cái hoàn cảnh nó có rồi bị nhiếm số. Bị nhiếm số thôi con. Con có bị không? Cô kêu bị ngoại cô bị. À mỗi lần con đi bán số thì con có ngại không? Con vô con mời sao con nói cho chú Nghĩa nghe coi. Chú ơi muốn hụn về tờ số. À rồi chú nói sao? Chú kêu không thì con đi. À còn có thì chú lấy số. Giỏi quá ta, là không buồn không ngại ha. Rồi có bao giờ bán không ai mua không? Có. Rồi lúc đó có buồn không? Không buồn ha, rồi dám mình đi bán tiếp ha. Tới giờ là con bán với bà ngoại được bao nhiêu năm rồi? Mấy tháng. Là trước đó là mẹ đi làm có tiền mẹ lo cho con đi học ha. Rồi từ ngày mẹ bệnh là không học nữa. Học giỏi không? Học đi giỏi đàng hoàng. Có giấy tờ đầy đủ bình thường cô cầm vô nè. Dạ. Hồ sơ ngoài nhà trường cũng điện vô đó mà có tiền học con. Dạ. Mà cô hồi trước giờ là con gái cô có dẫn đi đâu trị bệnh chưa? Chưa. Chưa hả? Chưa, chị mới làm để bảo hiểm ở đây là đi xuống bệnh viện Bình Thạnh đây là người ta bán thuốc về cho uống. Mà người ta nói là có nó bị cái gì trầm cảm cái chuyện sang thần kinh rồi. Dạ. Đâu lâu nó lên cơm. Bây giờ con nghĩ là chị uống thuốc thì sẽ hồi phục lại á. Thì chắc chị bệnh viện nó cũng nói nó cũng hồi phục lại nhưng mà lâu lâu cũng phải lên cơm. Dạ. Sự chịu đựng của gia đình là cố gắng một chút. Bây giờ là phải vui vẻ kìa. Lạc quan rồi không có nghĩ tới chuyện buồn nữa thì chị mới hồi phục lại. Rồi đúng rồi. Dạ. Yeah. Chắc có lẽ là trước đó chị cũng thương chồng nhiều lắm. Đúng rồi, đó là có. Rồi bị chồng phụ bạc thì cảm thấy hụt hẫng á. Đúng rồi. Nên là mới sanh ra nông nỗi này. Thương lắm con hết lần con nói con nghe nè. Thương chồng thậm chí mà sinh đẻ cái thằng nhóc ở Bình Dương đó, cái tiền sinh
lấy cho chồng thăm nhà, vợ không gửi tiền cho bà nhất định để làm, chồng cho gì ăn đó. Dạ, vậy là cái tiền mà làm công ty, tiền sinh sản có được là để cho chồng sắm vàng, chồng đeo. Thương vậy luôn á hả? Mua xe. Dạ. Trời, thương chồng dữ vậy. Dạ. Thương lắm chứ. Dạ. Vừa đẹp gái mà vừa thương chồng nữa, đáng lẽ chồng thương dữ lắm luôn á. Dạ. Thôi bây giờ nè, chị gán vui vẻ lên đi rồi mình uống thuốc đều đặn ha. Mai mốt mình hồi phục trở lại. Dạ. Rồi đẹp mà. Em không hơn khen nhiều á. Sao này? Sau này vài năm nữa rồi mình có chồng nữa. Dạ. Đúng không? Dạ. Chứ đâu có gì đâu buồn, chồng cũ mà làm chi, đúng không? Dạ. Có chồng khác rồi, chồng khác lo cho chị. Dạ, dạ. Thấy hợp lý không? Dạ, hợp lý ạ. Trời ơi. Con thấy là chị rất là lanh tí luôn á, mà thông minh lắm nha. Mà khuôn mặt sáng sủa lắm. Đẹp gái nữa. Đẹp cứ khen đẹp. Hoài sao nãy giờ cứ khen suốt luôn. Hôm hồi làm công nhân đẹp lắm chứ. Dạ. Nó lùn thôi chứ khuôn mặt nó đẹp lắm. Bây giờ 2 năm nay như vậy nó tàn tạ, ăn không ăn, nhìn đói rồi cứ bao hồi này bao hồi lên cơ cứ ra đường ra khá nè. Dạ. Nằm ngoài đường người ta. Không về luôn hả? Sáng về, có người dẫn về. Sáng về hả? Là thường đi là giờ nào về cô? Cứ lâu lâu mới là bắt đầu là lên cơn là đi ra ngoài đường là nó dù đi một đêm 7 giờ tối rồi đi. Đi biết cái sáng mai có người dẫn về, sáng nay ông bộ về ông dẫn vô. Đi tới sáng mới về hả? Chứ đi lang thang ngoài đường. Rồi cô kiếm không gặp hay sao? Thì không, người ta đi bộ về người ta thấy nó vậy nó dẫn vô. Dạ. Rồi lỡ đi xa quá sao tìm gặp? Đi xa rồi có người xa họ chửi về tận nhà luôn. À. Rồi lỡ người nào không biết rồi sao chở? Không biết thì nó tự tìm kiếm nó mò về. Dạ. Khổ vậy đó. Mà chị đẹp gì đi ra đường mà ngủ đêm vậy cũng nguy hiểm. Không sao đâu, họ biết nó khùng họ không có gì đâu. Không, ở Sài Gòn thì có nhiều thành phần phức tạp lắm. Dạ. Nên là bây giờ mình gán làm sao để cho chị đừng có ra đường ban đêm nữa. Thấy cũng đẹp gái quá mà. Cũng giỏi giang quá mà không biết sao mà chồng bỏ giờ chị gì nè. Tội ghê. Dạ. Như đàn ông á vậy đó con à. Khi mà là vợ chồng làm có tiền không sao, khi mà đã có tiền rồi là đàn ông thay chồng đổi giờ là bình thường. Dạ. Ai cũng để con à. Tại vì người đàn ông á vừa họ ăn chơi họ chưa suy nghĩ tới nơi đến chốn. Mà chồng nó ba mấy tuổi rồi, chồng nó là tuổi ngọ. Lớn hơn 3-4 tuổi rồi. Dạ. À. Mười mấy tuổi bỏ học đi theo lấy chồng. Dạ. Phòng này hiện tại là ai với ai ở cô? Thì hiện tại là tôi với lại nó với thằng nhỏ. Là 4 người. Ừ. Nhưng mà lúc mà chị lên cơn đi ra đường cô không biết hả? Biết chứ, nó xin đi đàng hoàng mà biết đâu được tiền. À. Tìm về nó la nó hét trong phòng. Xin đi hả? Nó xin đàng hoàng. Xin đi đi đâu? Đi nó con ra đường con chơi bà con nó vậy thôi. À. Mình muốn nó về thì bây giờ sáng mai nó mới về, nó về nó sẽ nó la dằn dằn lên trong nhà rồi. Vì em ở trong phòng trọ người ta buồn. Dạ. Người ta không nói ra người ta buồn cho con. Mình ở nhà trọ mà. Vậy là tối hay la hả? Thường thường tối hay lên cơn nó la. Mấy giờ? Cứ 7-8 giờ tối là lên cơn rồi đó. Rồi có mỗi 12 giờ. Đúng 12 giờ. Tại vì la vậy nhiều khi mấy anh chị ở đây đang ngủ á, giật mình. Đúng rồi, giật mất thân chất ngủ người ta. Ừ, đa số là 12 giờ đêm là cứ giờ ngọ nó là làm ra xóm. Chị la chị có biết không? Dạ biết ạ. Sao la chị vậy? Dạ tại em nổi hứng em la vậy mà. À. Dạ. La thường la làm sao? Biết hả? Dạ la á. Trời ơi. Dạ. Vậy là la dữ lắm hả chị? La hết chửi mẹ chửi chị rồi, không có chửi ai đâu. Trời ơi. Sao em thấy hiền quá mà? Dạ. Chưa lên cơn đó. Dạ. Chị nó có lưu đó. Chửi mẹ. Chị có quay lại luôn hả? Đó. Có cái chị quay, có cái chị không quay. Nhưng mà chị ghi âm nhiều. Dạ. Chị ghê lắm. Chị chửi trong gia đình nhớ không chửi. Trong nhà chắc là cô gái Út này đẹp gái nhất quá. Không, mấy chị kia cũng đẹp lắm. Dạ. Chị đây thì có cháu ngoại rồi. Dạ. Cô được mấy người con? Có 3 người con gái rồi con. Bây giờ mỗi ngày cô dẫn 2 đứa đi bán số nha. Đúng rồi. Là đứa nhỏ thì lâu lâu mới bán được thôi. Dạ. Còn mua đồng, mua thằng này, chủ yếu mua thằng này. À, kiểu như con trai lanh lợi ha. À. Nên là bán cũng dễ hơn đứa nhỏ ha. Đúng rồi, đứa nhỏ không biết gì gì đâu.
Nhưng mà cô dẫn đứa nhỏ đi bán thì nhiều khi cực hơn á, chạy lung tung lắm. Đúng rồi, xe mà có. Dạ. Xe cọ. Mà cô biết chữ không? Không, cô không biết chữ. Không biết chữ rồi vô đây sao biết đường về? Thì cô cứ hỏi thăm vậy đó, cùng ai cô cũng hỏi vậy, không chỉ. Rồi bữa giờ có bao giờ đi lạc chưa? Đi lạc hoài. Rồi sao về được? Thì hỏi người ta, ta chỉ mình đi về đó, chỉ không mình đi bộ đó. Khổ vậy đó. Nhưng mà hiện tại là tình trạng của con gái cô bây giờ có đỡ hơn so với trước kia chưa? Không, nó nặng hơn chứ còn. Nặng hơn hả? Tại vì trước kia nó đâu có ở trường đâu con. Trước kia nó mới trầm cảm thôi, nó chỉ ăn nó nằm trong nhà. Rồi còn nó còn muốn nói chuyện với con cái, nó còn phụ mẹ là tắm rửa cho thằng nhỏ đi được. Dạ. Còn bây giờ nó không làm cái gì hết á. Dạ. Ăn nó không ăn. Nó không, không ăn luôn hả? Không ăn, nó nằm vậy đó, uống một chai nước ngọt rồi ăn cháo, ăn cơm, cơm muốn ăn à, ăn bánh, ăn kẹo gì. Dạ. Thôi, nó dụ mẹ mua cho nó cái bánh rồi nó về ăn cái bánh no rồi uống chai nước ngọt. Chủ yếu nó uống ngọt. Dạ, vậy là buồn không muốn ăn luôn á. Ừ, không muốn ăn. Là càng ngày là cái bệnh càng nặng. Đó, chứ. Suy sụp vậy. Vậy mà con tưởng là khuyên giảm rồi chứ? Không, trước đây là nó như vậy, bây giờ càng ngày càng nặng. Vậy là thời gian đầu khi mà chồng bỏ thì chỉ hay buồn, là hay tự kỷ ha. Đúng rồi. Rồi bớt ăn dần dần, rồi cũng không có tiếp xúc với bạn bè luôn. Không. Rồi từ từ là tối là hay lên cơn, rồi cởi đồ ra ngoài chạy suốt vậy đó, chạy ra ngoài đường. Tối ngày sáng đêm vậy đó. Ừ, đi ra vậy đó. Rồi mỗi lần đi vậy rồi cô có đi tìm không? Cô có được, cô đi tìm mà cô không đi. Dạ. Vì con nghĩ giờ biết đi đâu mình sao đi tìm. Dạ. Mình lớn rồi. Đi ra cả đêm của hôm sau mình biết đâu mà tìm đây. Dạ. Yeah. Chứ hai là cô không có xe nữa. Đó, đúng rồi, cô không biết đi xe đi đồ gì đâu. Dạ. Yeah. Mà xe tìm thì cô đâu biết tìm đâu. Đó. Tại vì ở Sài Gòn mà đâu phải là ở dưới quê còn tìm được. Đúng rồi, đó vậy đó. Mình đúng sống dưới quê hỏi người này người kia còn được chứ ở Sài Gòn hỏi ai biết ai đâu. Không, không chịu hỏi. Dạ. Yeah. Nhưng mà làm sao để mà cho con gái cô ở nhà chứ mà đi hoài thì con sợ là lỡ gặp người đàn ông nào rồi đi luôn á. Bây giờ cô xin phép con này nè, cô muốn là cô bỏ tiền cho vô đi nhà thương Biên Hòa, đi nhà thương tâm thần á. Yeah. Bây giờ cô không có tiền, rồi vô trong đó họ cho nó uống thuốc hàng ngày nó đều đều á. Yeah. Rồi bắt đầu là họ động viên nó là từ từ nó bớt thôi. Yeah. Bây giờ ở ngoài cô thì lo đi, mua thằng này hay bà cháu đi bán số để lấy tiền mua thằng nhỏ với mẹ nó, chứ giờ ở nhà nó có tiền đâu con. Yeah. Mình ở nhà kia nhà bố nó khổ lắm. Dạ. Chị ngồi với mẹ đem đi. À dạ. Nó quậy nó vựa rồi mất công rồi. Con ngồi với mẹ luôn con trai. Nó buồn. Ngồi với con rồi. Mất công rồi tao buồn. Dạ. Ở nhà trọ tao không thích. Dạ. Chị ơi. Dạ nói chuyện dạ. Muốn nghe. Bây giờ chị có muốn đi trị bệnh sớm không? À dạ có. Hả? Thích đi chữa bệnh lắm. Vậy thích hả? Dạ. Đi trị đi. Em nghĩ là chị gì thì chị đi trị, em nghĩ là tầm khoảng 3 tháng là hết bệnh luôn à? À dạ. Thích không? Dạ thích ạ. Dạ, nhưng mà giờ có tiền chưa? Dạ chưa. Rồi mẹ có tiền không? Dạ không. Mẹ có nhiều tiền lắm á. Mẹ cho em xin đi. Có tiền đâu xin. Lấy số mở tiền nào xin. Dạ. Xin mẹ đi một bóp luôn kìa. Đâu cho em xin đi mẹ. Có đâu với số. Mẹ nói với số không mà. Số à. À dạ. Dạ. Mẹ con có thông cảnh cô cũng lớn rồi. Chiều nay con dọn nhà. Giờ bên kia thì bà già bà đã đuổi rồi xuống nhà. Nó la có một đêm á. Dạ. Rồi không ngủ được. Nó làm mất mời rồi. Chuyện nhà người ta không cho ở. Vậy là không cho ở nữa hả? Không, rồi bắt dọn đi. Nửa ngày nay, ngày mai là phải đi chấm dứt ở đây. Dạ. Khổ đó con. Nhưng là cô giữa lùng bùng cũng không biết làm sao. Con thấy là tội nghiệp chị á. Chị vừa đẹp mà vừa dễ thương mà giờ bị gì. Chị là chỉ không tỉnh táo nhất là lúc chị đêm thôi. Đúng còn rồi. Ban ngày thì có thể là nói chuyện bình đúng thường rồi. Không có kiểu giống như hồi xưa nữa ha. Yeah. Mà chị có muốn đi trị bệnh không? Dạ có. Mình đi trị bệnh để làm gì nè? Dạ hết bệnh ạ. Rồi sao nữa? Dạ để khỏe nè. À, rồi khỏe lại làm gì? Dạ, khỏe lại làm ăn nè. À, làm ăn rồi nuôi ai nè? Dạ, nuôi con nè. Rồi nuôi ai nữa? Dạ, nuôi em nè. Rồi nuôi ai nữa? Dạ, hết rồi. Đây nữa.
Dạ. Thương mẹ nữa chứ. À, dạ. Ủa mà sao em thấy chị xưng với mẹ bằng em không vậy? Dạ tại vì á, ở ngoài Bắc á là người ta hay xưng mẹ với em là cưng đó anh. À, tại dạ. Em không biết. Dạ. Ừ. Con cưng á. Chị thấy không, mẹ một túi tiền luôn. Mẹ nói không có, mẹ nói với số không à. Ở đây là công nhân người ta cũng muốn có giấc ngủ á. Mà khuya ngày nào chị cũng la lên thì mất người ta ngủ không được. Nếu là mình thì mình cũng vậy thôi. Bây giờ con nghĩ là cô nên tìm cái phòng trọ nào mà cách biệt á, chẳng hạn như riêng á, hoặc là một hai giải thôi. Chứ ở đây đông quá, nhiều khi ở dài hạn thì không ai ngủ được hết á. Cái này mình cũng không có buồn người ta được. Đúng rồi, cô biết mà người ta đâu. Dạ. Cô mà có tiền là cô cho nó đi nhà thương bên Biên Hòa nha. Biên Hòa. Nếu mà trị bệnh đưa vô đó thì khoảng bao nhiêu tiền cô biết không? Không, cái ông bác sĩ đó ông nói là lần đầu đi vô là làm thủ tục kết hồ sơ là 5 triệu. Dạ. Rồi ra tháng sau nữa rồi có thể là lần lần thì 3 triệu. Dạ. À thế thôi, người ta bớt cho mình. Tại vì lúc đầu mới vô khó khăn. Dạ. Rồi cái công người ta nuôi dạy, công người ta uống thuốc chất đồ để mà chăm sóc bệnh nhân á. Dạ. Thì phải 5 triệu lận. Dạ. Sau chị có tấm hình nào ngày xưa mà tóc dài của chị này không cho em coi đi. Coi thì tìm. Dạ. Em thấy chị là rất là xinh gái mà em nghĩ là chị rất là giỏi luôn á. Mà bây giờ chị bệnh gì? Dạ. Thấy cũng tiếc cho một số phận của chị quá. Mà riêng về chị á, là chị bị, nhưng mà chị vẫn muốn đi, nhưng mà gia đình là không có tiền. Đúng rồi. Còn những hoàn cảnh khác, người ta bị như chị mà người ta không muốn đi mới khó á. Đi nó muốn đi. Dạ. Muốn đi lắm, mà mẹ không có tiền. Dạ. Bây giờ vào đó là đóng 5 triệu, rồi thời gian sau là mình sẽ đóng 3 triệu lần. Đúng lần rồi. Ha. Đúng rồi. Dạ. Đi ha chị. Dạ, dạ. Em sẽ gắn xin Mạnh Thường Quân. Dạ. Để giúp cho chị đi trị bệnh ha. À, dạ. Mà chị hứa với em nha. Dạ em hứa ạ. Là không có buồn chồng nữa. Dạ. Bây giờ mình cứ nghĩ là mình đi trị bệnh nè, rồi mình về khỏe mạnh mình làm có tiền. Dạ. Rồi 4-5 năm nữa dạ. Con lớn đi ha. Mình đẹp gái mà. Dạ. Để chồng tiếp. Chịu không? Dạ chịu ạ. Ừ. Tại vì trên đời này đàn ông nhiều lắm. Dạ. Đúng không? Dạ. Đâu có gì đâu phải buồn. Dạ. Phải mà chị gặp em sớm mà em tư vấn là hết buồn liền. À, dạ. Chị thương quá. Anh ơi, khi nào mà nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì em cảm ơn trước nha. Dạ, chị cảm dạ. ơn luôn đi. Dạ, dạ em cảm ơn ạ. Bây giờ chị nói sao để Mạnh Thường Quân thương giúp chị đi trị bệnh nè. Dạ, nói giùm chú à. Nói sao để dạ. Mạnh Thường Quân giúp tiền cho đi trị bệnh nè. Dạ. Nhà em rất là nghèo và em đang bị bệnh. Và em xin các nhà Mạnh Thường Quân qua nhà hảo tâm giúp đỡ cho em một số tiền để đi khám bệnh ạ. Chữa bệnh à dạ. Nói chị dễ thương không? Dễ thương quá vậy. Cô bây giờ một ngày bán được bao nhiêu tỷ số? Cô chị cả hai ngoại cháu bán ngày chỉ 200 tờ thôi. Dạ, rồi phòng trọ mình mướn tháng nhiêu? Phòng trọ là đây mới vô ở có mấy ngày thôi mà một tháng 1 triệu 2. Dạ. Nhưng mà bây giờ là không được cho ở nữa ha. Ờ, không cho ở, cho nó con la hết quá. Dạ. Ờ, không cho chị. Rồi trước đó là mình cũng ở gần đây nữa ha. Hồi trước là ở bên kia rồi. Dạ. Ở bên chỗ... Phan Anh Chị. Ở đâu? Phan Anh Chị. Ờ, không Phan Anh Chị biết không? Trước là ở bên Phan Anh Chị ha. À. Dạ. Rồi bên đó cũng la quá, không cho ở. Không, họ không la. Không có tiền. Nhưng mà ở bên nó có cầu thang. Cao quá, giữa thằng nhỏ nó nguy hiểm quá. Dạ. Rồi không ở được. Đi chỗ thấp thấp đây. Dạ. Rồi lỡ đêm khuya nó đi nè, nó lên cơn nó té xuống rồi sao. Dạ. Từ ngày bệnh tới giờ là chị chưa có uống miếng thuốc nào luôn không cô? Có, bộ hôm đưa bảo hiểm xuống thì dạ. mình có tiền thì đưa xuống là bệnh viện để bán thuốc mà không có tiền là thôi. Dạ. Từ ngày giờ cũng mấy tháng nay rồi, 5-6 tháng nay không có tiền đi xuống nhà thương đâu. Chứ còn bảo hiểm đâu à. Bảo hiểm mua ở Bình Thạnh ở đây. Dạ. Cái bảo hiểm thôi chứ thuốc họ vẫn bán mà con họ đâu có cho mình được đâu. Dạ. Vậy đó. Mình có tiền họ bán có tiền thôi. Dạ. Chị ơi. Dạ, lắng tai nghe. Dạ. Bây giờ chị gán là tối mình đừng có đi ra đường nữa đi. Dạ. Nhưng mà cho em hỏi một câu nè, sao tối cởi đồ ra đi đường chi vậy? À dạ, tại vì em không biết ạ. À không biết ha. Dạ. Nhưng mà bữa nay nghe thì có mắc cỡ không?
Dạ có ạ. À, tội nghiệp ghê. Con nghĩ là con gái cô mà đi chữa bệnh thì tầm 3 tháng nhưng về ha, khỏe là liền ha. Thì cô cũng mong muốn được như vậy đó con. Dạ. Yeah. Bây giờ là cô chỉ mong muốn là có tiền để giúp con gái con đi trại ha. À, đó rồi. Cô cũng mong muốn gì cuộc đời cô chỉ có chừng đó thì con không còn cái gì hơn nữa. Đây là con gái của cô xưa nè. À. Đúng không? Đẹp gái với ta. Đó hồi nó còn trẻ rất dài đó. Dạ. Hồi xưa cô là đi khùng á. Dạ. Sao cười xuống vậy? Tại em bị bệnh mà em không biết tự nhiên nó cười xuống vậy á. À, thương vậy. Tính ra chị cũng biết á chứ. Biết chứ, biết chứ. Dạ. Biết chứ. Dạ. Nó từng cơn thôi. Dạ. Từng cơn ba. Đẹp gái mà. Em ba hồi kia ba hồi nọ. Trước kia có cười nhiều vậy không cô? Không. Dạ. Cười mà không bằng như vậy. Dạ. Nhưng mà trước kia cũng vui vẻ ha. Vui, vui vẻ lắm, sống bạn bè nhiều lắm. Dạ. Gái nhiều lắm. Con thấy là con gái cô là nhìn rất là thông minh, lanh lợi á. Tương lai sau này làm chủ á. Dạ, chắc không được vậy đâu ạ. Sao vậy? Vậy em đâu có tiền đâu mà làm chủ. Mai mốt có tiền. À, dạ, nếu mà được vậy thì thích. Trời, vui vậy. Chị gái vui vậy nhưng mà mẹ là một bụng buồn luôn á. Dạ. Mẹ bụng buồn lắm. Con thấy con trứng trai con nghe mắt con thấy thực tế luôn á. Dạ. Ba, cho con ba sát đi. Mà chị có biết là mẹ chị đi bán số cực khổ không? Dạ biết ạ. Biết sao chị suy nghĩ nói em nghe thử coi. Nói giùm chú nghe đi. Dạ thì suy nghĩ là mẹ khổ mẹ mới đi bán ạ. À, rồi có thương mẹ không? Dạ thương ạ. Thương mẹ thì mình phải làm sao? Dạ cố gắng ạ. Đúng rồi. Dạ. Cố gắng nếu mà được mới đẻ nhỏ ông bà giúp đỡ là mình phải gán trị bệnh để hết bệnh ha. Dạ. À, cô tấm hình này là lúc mà mới sanh là chồng bỏ chưa? Chưa. Lúc đó giờ chồng đang ở với nhau. À, này là được mấy tháng tuổi rồi? Khi hồi đi hồi đó bao nhiêu tháng con có nhớ không? Tôm nè, dạ, như 5-6 tháng vậy. 5-6 tháng đâu chút bẹo ấy. Đúng rồi, dạ. Lớn rồi. Cái này đang ở trên Bình Dương. Hồi đó ở Bình Dương đó. Hai chồng đó là công nhân dưới đó. Cái này con nhỏ. Ai gửi nó gì vậy? Đó cái thằng này nè. Về này nó có 3 tuổi mấy. Dạ. Dạ. Ai gửi nó rồi. Ở năm nay là chị sống cuộc sống vậy đó. À, tự giam mình trong căn phòng. Rồi tối là la làng, rồi cởi đồ chạy đường suốt. Rồi lúc mà ban ngày thì chị mới trực nhớ lại là chị bị vậy. Nhưng mà có cái nhớ, cái không. Dạ. Nhưng mà cái không mặc đồ là chị không bao giờ nhớ nha. Còn la hét là chị thích vậy hả chị? Dạ. Tới giờ đó phải la vậy hả? À dạ. Chị thấy trong người sao mà phải cho mình la? Dạ nóng nảy trong người nè. À. Rồi mình không kiềm chế được cái hành động của mình và cái cảm xúc của mình đó. Dạ. Tự nhiên nó tung hứng lên là la lên vậy á. Dạ. Lúc mình la lên thì mình có thấy là khỏe hơn không? À dạ. Nếu mà không la chị không nổi hả? Dạ. Mà có bao giờ là chị kìm lại không? Dạ cũng có. Biết hả? Dạ. À. Toàn đàn mẹ với đàn chị chủ không? Cái đàn mẹ với chị riêng có ai người dưng không đặc điểm không à? Không mất lòng đâu. Dạ. Chỉ là la người trong nhà thôi chứ không la bất kỳ ai trong xóm hết ha. Đúng rồi. Nhưng mà tự la trong phòng mình thôi. Đúng rồi. Dạ. Phòng la to lắm. Dạ. La chị mẹ rồi. Bây giờ có tiền đi trị thì con nghĩ là sẽ hết á. Đúng rồi. Con cũng mong hữu duyên được Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho chị có tiền đi trị bệnh ha. Nếu mà có tiền thì em đưa chị đi vô đó luôn ha. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn nhiều. Rồi cô đi theo nữa, tại vì gia đình mình phải làm một tờ giấy người ta mới nhận. Đúng rồi. Nhưng mà nãy giờ con nghe cô nói là hình như là số tiền cũng chưa tới 10 triệu ha. Tầm 5 triệu với 3 triệu lần lần à. Ừ. Nói dù lần đầu tiên tháng đầu tiên là 5 triệu, tháng thứ hai là 3 triệu thôi. Tại vì con mình trẻ hoàn cảnh mình như vậy đó, nó vậy đó. Mẹ bán với số với đồ rồi nuôi hai con nhỏ. Rồi ta thương, rồi ta bớt lại cho mình. Mà một người như chị gái này con nghĩ là sẽ sớm hồi phục trở lại. Mà bây giờ không có tiền mà để lâu ngày thì nặng hơn nữa. Đúng rồi. Là uổng một đời con gái luôn á. Cả cuộc đời là dạ. Bỏ đi đâu con. Dạ. Không còn cái gì nữa.
nên giờ cũng xin phép con thế này nè, mong muốn làm sao các con các chú các mạnh con giúp cô để cho nó đi vô nhà thương điều hòa và tâm thần đó, cho điều trị cho lành lặn, nó về nó không làm nó nuôi hai lần con, tương lai nó còn trẻ quá, cái hai thằng cháu nó quá nhỏ, nó thằng thì chưa biết nói, thằng thì phải bán số bỏ học bỏ hành, nó không biết gì. Dạ, bữa giờ chị nằm đây có bao giờ chị thấy là chị biết là chị là mẹ buồn không? Dạ không ạ. Không biết hả? Dạ. À, chưa bao giờ biết là mẹ buồn hả? Dạ. Rồi tốt nghiệp cái gì? Nghĩ là cũng bị nhẹ cô nên không biết gì á. À, còn đỡ hơn mấy người khác chứ. Được cái là quyết tâm là muốn làm lại từ đầu đúng không? Đúng rồi, nó quyết tâm đó. Cũng vì yêu, vì thương một người quá mà chị có lẽ là thần kinh yếu của cô. Đúng rồi. Thần kinh yếu mà mình thương người ta quá rồi cái lúc đó mình hụt hẫng á, và mình cảm thấy là mình mất một cái thứ gì đó mà mình yêu quý nhất từ xưa giờ trong cuộc đời mình. Bác sĩ họ nói với con rồi đó. Dạ. Điều trở thành là để lâu ngày rồi tháng là nó thần kinh. Dạ. Cái não nó từ từ nó không hoạt động mạnh được. Dạ. Bình thường như kiểu là nó liệt dần rồi đó. Dạ. Mà con thấy là chị là khả năng là hồi phục lại là 99%. Dạ. Cô cũng mong muốn vậy các con ạ. Mong sao làm sao cho con để đi vô trong nhà thương Biên Hòa cho nó lành lặn. Dạ. Cứu cô giúp mẹ làm cho con cái nó con ơi. Dạ. Chứ như cô sống được bao nhiêu ngày nữa, thấy không? Bây giờ là cô phải gắng lên, cô vui vẻ lên là sẽ sống thọ ha. Đừng khóc nữa. Cô cũng cố gắng. Cô khóc nè ông bà cô chú chị. Tội nghiệp quá. Cố gắng mà cô nhìn thấy hoàn cảnh nó quá neo đơn, quá khổ quá. Như vậy đó. Chị ơi, bữa nay á chị còn tỉnh á, chị nghe mẹ chị nói vậy chị gán giữ lại trong đầu mình á. Dạ. Rồi mình gán rồi mình đi trị bệnh uống thuốc để mình khỏe lại ha. Dạ. Mình làm lại từ đầu. Dạ. Mình không có cái gì để mình buồn hết ha. Dạ. Trong cuộc sống này mình thương mình là quan trọng nhất. Chỉ có mình thương mình thôi. Dạ. Mà chị thương người ta quá mà người ta không thương chị thì chị khổ thôi. Dạ. Tốt nhất là hãy thương bản thân mình và thương gia đình mình ha. Dạ. Ok em, không? Dạ ok ạ. Em cảm ơn anh quan tâm em nhiều ạ. Dạ. La gì vậy hả? Dạ. La ở đây sợ. Trời ơi la dữ vậy. La gì trong xóm sao ngủ được? Ngủ sợ. Chị nói mình nói vậy đó. Chị mẹ nè. Nói mình vậy hả? À, mình nằm đây. Tự nói mình á. À. Rồi. Tự mẹ. Giờ lúc mày lên nặng á. Lên cơn. Ừ, à. Lên cơn. Mới cái là 2-3 ngày nè. Đi nhà trọ có đủ. Hồi hôm, đêm trước á. Đêm hồi hôm này là cái ông bảo vệ công an ở phường á, nó dắt về đây. Chiều nay là cô cũng phải là dọn phòng đi ha. Ừ, chiều nay dọn phòng đi. Dạ. Bán hết chỗ đó. Với số giờ cũng còn mà nhiều á cô. Mà chị đâu chị không dọn được luôn á. Dạ. Số còn nhiều. Người ta không cho ở nội trong ngày nay và mai. Dạ. Phải đi thôi bây giờ mình kiếm phòng nào mình dọn đi để... Chứ bây giờ chị ở đây thì cũng khó quá. Đúng mình rồi. Kiếm phòng nào độc lập riêng á, đỡ hơn. Mà cô cho con hỏi là chị ở nhà có biết phụ gì không? Thì không mấy lần nó tỉnh táo đi cũng có cơm. Dạ. Lâu nhà được ha, cho con ăn ban ngày hả? À, ban ngày thôi, rồi tối thì cũng ngủ bình thường mà chừng nào lên cơn thì nó chạy ra đường thà. À. Thôi bây giờ cô cũng mong muốn sao để cho nó đi nhà thương, chứ nó có tình trạng chắc là cô cũng chết. Cô mệt ha, cô mệt, cô buồn á, lắm nó cũng muốn có lượng nó chết đấy con. Từ đó nó các con chưa có hiểu nổi đâu, làm người mẹ thấy con mình vậy, cháu mình vậy, đâu có chịu được đâu. À. Mình hiểu muốn cho con mình đi mà tiền ở đâu đây mà đi đây. Dạ. À, cô cũng đi hỏi bác sĩ đàng hoàng, chị cũng là tư vấn cũng đỡ cho cô. Từ từ mẹ, từ từ mẹ. À, cho nên gì? Thôi bây giờ cô cũng đừng có buồn nữa, mấy mẹ con ghé lại đi. Con cũng mong là đủ duyên để mà thằng Quân giúp đỡ cho chị gái có tiền đi trị bệnh ha. Dạ. Hôm nay thì con xuống con chia sẻ về cuộc sống, hoàn cảnh của mình. Để cho ông bà xem, ông bà cảm nhận, ông bà chia sẻ giúp đỡ cho mình. Con cũng gửi một ít tấm lòng của ông bà, cô chú anh chị mình thằng Quân giúp cho cô ha. Dạ.
con gửi cho cô là 3 triệu đồng. Trong đó có sư cô bên hội từ thiện Ni viện Thiện Hòa Âu Châu tặng cô 1 triệu. Cô Hàng bên Mỹ tặng cô 1 triệu. Với chú Nguyễn Thanh Cường bên Mỹ tặng cho cô 1 triệu, nó là 3 triệu. Để cô giữ đó, rồi cô có tiền mua thuốc hoặc là cô muốn phòng trọ mới ở ha. Cảm ơn con, trong sự là cô cũng nhờ con và Mạnh Thường Quân rồi cố gắng giúp gia đình cô, rồi cho mẹ con và cháu để đi nhà đi lên nhà thương Biên Hòa cho lành. Dạ. Rồi để về làm, để cố gắng nuôi 2 đứa con nhỏ. Cô đếm lại giùm con đi. 1, 2, 3 triệu. Dạ. Rồi chị gán lên nha. Dạ. Nếu mà được Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì em sẽ tới thăm chị nữa để cho chị có tiền đi trị bệnh ha. Dạ. Dạ. Rồi bữa nay thấy em xuống vui không? Dạ vui ạ. Rồi chị có muốn tâm sự gì tới ông bà nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi hả? Dạ, này em cảm ơn ạ. Dạ. Rồi bây giờ có muốn tâm sự gì tới mẹ không? Dạ thôi hết rồi. Tâm sự với mẹ, nói mẹ ơi con yêu mẹ. Dạ, mẹ ơi con yêu mẹ. Rồi mẹ cảm ơn con. Dạ. Con cố gắng. Dạ. Rồi bạn đừng quên cố gắng là giúp con, rồi con phải cố gắng để đi nhà thương chữa bệnh. À, dạ. Để mà cảm ơn là các cô, các chú, các bác. Dạ. Các bà. Dạ. Đồng Quân. Dạ. Dạ. Cô, chị gái có tự tắm được không? Tự tắm được. Dạ. Tắm sạch sẽ lắm. Chị định nói gì với mẹ vậy? Dạ. Mẹ ơi, dạ, giờ nhà hảo tâm á cho mình tiền rồi, có gì con nhờ mẹ. Chắc con đi tìm đi khám bệnh nha. Rồi. Dạ, uống thuốc cho em uống với nha. Rồi. Dạ. Dễ thương quá vậy. Rồi mẹ đi cho con đi khám bệnh xong rồi con cố gắng uống thuốc cho lành nha. Dạ. Để trở lại cuộc sống như hồi xưa, nuôi cho 2 đứa con nha. Dạ. Và cho các bác, các cô, các chú để cố gắng lên nha. Hoàn thành nhiệm vụ. Dạ. Nha con. Dạ. Dễ thương quá. Dạ. Hồi trước nó ở mười ăn thương con à. Dạ. Biết đâu, thương lắm. Còn thấy một đánh 2 đứa con là chồng giờ mà nó sống bạn bè nhiều lắm. Thế bữa khi mà họ đâm một cái hoàn cảnh như vậy đó. Còn đi lấy vợ khác rồi. Đã vậy còn lên chồng, nó còn lên Facebook nữa. Đám cưới luôn. Thấy còn thấy chịu. Dạ, chồng có vợ khác luôn ha, cưới vợ rồi. Mà đều chưa ra tòa. Dạ. Thôi giờ đừng có nhắc tới chồng nữa. Nhắc tới thì chị buồn. Bây giờ là phải quên đi. Quên đi. Chị ha. Dạ. Dạ. Cố gắng. Dạ. Rồi hứa với anh đây, rồi với các ông, các bà, các bác, các cô, các chú. Dạ. Mạnh Thường Quân. Dạ. Cố gắng. Ha. Con phải cố gắng. Dạ. Đi chữa bệnh cho lành, làm lại cuộc đời từ đầu. À, dạ. Đó, vậy đó nha. Dạ. Dạ. Em sẽ cố gắng, em hứa ạ. Cảm ơn. Dạ. Em cũng sẽ cố gắng chia sẻ với ông bà cô chú chị, cũng mong là đủ duyên để ông bà cô chú chị giúp cho chị có một số tiền, rồi em với gia đình chị sẽ đưa chị vào bên đó để trị bệnh ha. Dạ. Rồi 3 tháng sau em sẽ rước chị về. Dạ. Chịu không? Dạ. Em chịu ạ. Dạ. Chứ ở nhà thì biết bao giờ chị hết bệnh đúng không? À, dạ. Mà em nói chị hiểu không? Dạ em hiểu mà. Hiểu sao? Nó thử rồi. Thì em hiểu là anh kêu em cố gắng nè, để chị bệnh nè, đó, để hết bệnh nè. Dạ. Rồi. Chị lên lại lắm luôn nha. Ừ, lên mà. Dạ. Nhà dạ. Lên đúng giờ ở nhà nè, chỉ có con gì nữa luôn. Không lên bằng. Lên bằng. Dạ. Con mới gửi đầu lên. Dạ, chị Út dễ thương mà. Không, mà cô không nói láo chứ giờ làm không già đó, hồi đó còn chưa vào hoàn cảnh đó, nó đẹp lắm con. Dạ. Ai cũng động viên đó, con đẹp quá, con đừng nghĩ tới chồng con của con, già lớn ai cũng động viên như vậy. Mà không làm sao mà không nghĩ tới con. Dạ. Không thể quên được cái nỗi ký ức đúng không? Nếu mà ông bà cô chú chị nhìn ở ngoài là thấy đẹp lắm luôn á, do là em đang ở trong phòng rất là tối, chỉ được có một cái bóng đèn duy nhất thôi. Mà ông bà cô chú chị cũng có thể thấy là chị rất là đẹp gái luôn á nha. Để em zoom lại gần cho ông bà xem nè. Dạ. Cười cái chị. Cười lên. Dạ. Mẹ cố tóc gắng nha, mẹ đừng khóc mẹ. Không được rồi, con cố gắng lên. Dạ, dạ. Rồi. Dễ thương quá, cảm động quá vậy. Nhưng mà lúc mà không biết gì toàn có mẹ xài vào mẹ hết. Chứ mẹ hết đầu mà hết cho mẹ cho chị. Dạ. Chị đây bị đánh hoài. Thì chị thông cảm đi, em lên cơn mà em đâu có kiềm chế được bản thân mình làm được cái chuyện gì đâu mà để mà biết. Biết hết á mà mối tội gì vậy đó. Dạ. Có cặp mắt quá đẹp kìa.
mẹ bỏ trong giỏ đi đi, mẹ đừng cầm chỉ cho mỏi tay. À, dạ. À. Đây là bộ đây nha. Dạ. Cầm tiền nhiều quá mỏi tay hả? À, dạ. Trời ơi. Biết vấn đề cái gì? Dạ. Nhưng mà chị cầm có mỏi tay không? Dạ. Không ạ. À. Đâu cô đưa chị cầm thử con. Coi có mỏi tay không? Mỏi tay nè. Dạ. Dạ không mỏi tay nha. Em thích muốn chết bờ lê bờ lê. Nó không mà. Chia phần quà bánh được không? Tóc cái dài nó đẹp mà con biết sao mà nó kéo sợ hết luôn. Tóc cái dài đẹp chứ lắm. Rồi, cái gì mà nó học trò. Em đưa cho mẹ cầm nha. À. Dạ. Ừ, rồi. Em mỏi tay quá dạ. Chị, dạ. Bà lem là cái gì? Là em thèm á. À. Nó còn thấy thằng tai nghe, mắt thấy thực tế luôn đó. Yeah. Nếu mình không thấy thực tế thì mình cứ cho nó lòi cái còn nặng á. Dạ, dễ thương, mà dễ thương lắm. Ừ. Thì nó không khùng á, chứ mà đều nó nói chung mình nó cũng... Nó dễ thương mà lịch sự nữa chứ. Dạ. Nhỏ nhẹn, e thẹn nữa. Dạ. Đúng chắc con gái luôn á. Tại có con trai em vậy anh. Không có con trai hả, em mất nết lắm luôn. À. Dạ. Mà chị thấy em có đẹp trai không? Ok, đã có đã. Sao mẹ khóc nhè quá vậy? Thôi, con cố gắng lên đi. Đó. Dạ. Nhờ đi chú rồi đó, cố gắng lên nha. Dạ. Cố gắng cho mẹ vui nha. À dạ. Đúng rồi, 10 ai nói rồi đó, nên cô này thương Minh Hoàng hết à. Dạ. Mấy tháng sau hết chứ cái địa nhà tình trạng có thể tỉnh. Dạ, mong qua clip này được ông bà cô chú anh chị giúp đỡ cho chị có tiền để chị đi trị bệnh nha. Dạ. Dạ, em nghĩ cũng xin phép là khép lại video tại đây. Dạ. Chúc chị sức khỏe nha. Con về dạ. Cô ha. Rồi, cô cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn các nhà Mạnh Quân. Cảm ơn là chị em anh em cũng đang giúp gia đình cô. Cô cũng có gì quý hơn nữa là cũng chào là gia đình Mạnh Quân với lại các cháu. Làm hoàn thành nhiệm vụ. Dạ. Cô giúp cô và các dạ. Con. Không có gì hơn. Dạ. Cô cũng cảm ơn. Dạ rồi ạ. Dạ.